SH350i được định hình là một mẫu xe nội đô gây ấn tượng, với hai yếu tố là công nghệ hiện đại và vẻ bề thề. Mặt trước mẫu xe gây ấn tượng với chi tiết mạng chrome cao cấp cùng tạo khối góc cạnh, sắc nét. Toàn bộ hệ thống đèn của xe được sử dụng đèn LED. Đèn pha LED thiết kế hoàn toàn mới, được đặt thấp dưới mặt nạ phía trên. Đèn định vị nằm phía trên thanh nẹp tay lái, cụm đèn hậu LED trang trí với đường mạng chrome tạo điểm nhấn cho phần đuôi xe. Cụm đồng hồ LCD mới hiển thị tất cả các thông số đèn báo về hoạt động của cả hệ thống kiểm soát lực xoắn và hệ thống chống bó cứng phanh. Mặc dù việc tăng dung tích động cơ thường đi kèm với việc tăng trọng lượng của mẫu xe nhưng với SH350i, trọng lượng được duy trì nhờ vào việc tối ưu hóa các chi tiết tạo khung, bánh xe và hệ thống treo, đảm bảo sự vận hành thoải mái ngay cả ở giải tốc độ cao. Một trong những điểm nhấn của diện mạo SH350i là bộ khung sườn được thiết kế mới nhằm đạt được sự yên tâm và thoải mái trong tư thế lái của khách hàng. Hệ thống treo trước có phục ống lồng đường kính 35 mm và giảm xóc đôi phía sau với cánh tay đòn bằng nhôm đúc liên kết o linh gắn bên dưới động cơ để hỗ trợ cảm giác lái và hấp thụ va chạm. Lốp xe có kích thước 117/16 ở phía trước và 137/16 ở phía sau kết hợp với bộ vành 16 inch, tối ưu sự cân bằng, độ chắc chắn và sự linh hoạt khi di chuyển với tốc độ cao. Sức mạnh của SH 350i là khối động cơ hoàn toàn mới ESP dung tích 329,6 cc, SOHC xi lanh đơn 4 van, phun xăng điện tử PGM làm mát bằng dung dịch cho công suất tối đa 21,5 kW tại 7.500 vòng trên phút và mô men xoắn cực đại 31,8 Nm tại 5.250 vòng trên phút, đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 4. Đặc biệt, SH350i được trang bị phanh ABS 2 kênh ở cả bánh trước và bánh sau, hệ thống khóa thông minh Smart Key với chức năng báo động hữu ích cho khách hàng đèn xi nhan cảnh báo tự động bật khi phanh gấp, hộp đựng đồ được trang bị thêm cổng sạc USB loại C tiện lợi. Cùng với đó là chức năng kết nối Bluetooth đi kèm với ứng dụng Mi Honda trên điện thoại thông minh, thông báo cuộc gọi, tin nhắn trên màn hình đồng hồ xe, khách hàng có thể đọc toàn bộ các thông tin xe, tình trạng vận hành, mức độ tiêu thụ nhiên liệu, lịch sử đỗ xe, thông tin sửa chữa, bảo dưỡng, bảo hành, theo dõi tiêu hao nhiên liệu tùy chỉnh, cũng như đưa ra các lời khuyên hoặc gợi ý hữu ích cho người sử dụng. Mẫu xe SH350i sẽ được mở bán từ ngày 22 tháng 9 năm 2021, được bảo hành 3 năm và 30.000 km.